Hello, xin chào toàn thể anh em. Hôm nay cũng là thứ bảy rồi thì cũng một số anh em bắt đầu đã chuẩn bị cái công tác là mua sắm, chuẩn bị đồ đạc để thứ bảy chủ nhật này đi câu kéo rồi. Sáng nay thứ bảy thì cũng đã có một số anh em gọi cửa từ rất sớm để mua sắm. Đấy. Thì em vào nằm ngủ rồi quay mãi không ngủ được. Thì cũng tiện đây cũng có một số cái mẫu máy mới của Bioler hay là Biolia đấy. Thì tiện đây em cũng review sớm luôn cho anh em. Và cố gắng là review xong rồi đăng lên. Rồi đi ăn sáng, uống cà phê là vừa. Đấy, máy khá là đẹp. Máy này tay quay rời nhá anh em. Thì đợt này con dòng Bioler này có ra hai mẫu. Thật ra tên chuẩn của nó là Biolia anh em nhá. Nhưng mà em thì em quen rồi, tại vì mình nó bị quen từ những ngày đầu rồi, gọi là Bioler nên thành ra là cứ gọi nó là Bioler. Chứ tên đúng của nó là Biolia. Đấy, anh em xem trước về ngoại hình của con màu tím này. Thì con này có tên là Maga nha anh em. Magama. Magama hay Magma. Máy này cũng mới giao cho em chiều hôm qua, cho nên là cũng chưa tìm hiểu nhiều đâu. Thì cùng anh em review thực tế luôn. Này để size 4000. Thì cái size này của nó là size máy bé nha, máy chuẩn đó. Đây anh em thì vào tay em có thể nhìn thấy này, máy bé. Đây 6000 đây, chứ không phải là nó là size lớn như Shimano hay là Ben. Đấy là size châu Âu thì máy của nó rất là lớn. Đấy, anh em phải so sánh như vậy. Đây 6000 nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đấy là dòng Magma hay là Magma. Em cũng không biết gọi là gì nữa, thì các bạn bác gọi thế nào được gọi. Con này là con Firestorm. Đây con này thì màu xanh. Ui trời. Tay qua rời quá gen nha anh em. Nói chung là đợt này một số mẫu máy ra là hay chuyển sang cái xu hướng là tay quay rời khóa gen. Thì em thấy là nó khá là dùng, khá là tiện. Đây, đây ngoại hình của chiếc máy này. Nói chung hai chiếc máy này ra đều đẹp. Nó thì nói chung là chỉ dành cho câu sông hay câu cá thịt thôi anh em ạ. Chứ còn nếu mà chơi bạo lực con này thì không chơi được. Cảm giác là mặc dù nó là kim loại khá nhiều, phần này kim loại này, còn trên gì nó còn thông báo luôn là trên spool này là aluminum, nghĩa là nhôm alốt à. Đấy, chân thì cũng cảm giác nó là kim loại, chân kim loại, phần này cũng là kim loại này. Đấy, nhưng mà cảm giác em cảm giác như là nó không được khỏe mạnh ghê. Đây, đẹp thì đúng là có đẹp chứ không phải là không đẹp. Đây em sẽ cầm cả hai chiếc đi. Thì với cá nhân em thích con này hơn này, tại vì nó có một ít cái đường cắt. Thì em đánh giá hai con này nha, về phần trên này thì con này sẽ đẹp hơn này. Đây anh em có thể so sánh luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy chỗ này nó cũng hơi lõm xuống một chút, tạo cái điểm nhấn đấy, màu tím. Nhưng ở phía dưới này thì con này sẽ đẹp hơn. Anh em công nhận không? Đấy, phía dưới thì con này đẹp hơn hẳn. Nhưng phía trên thì con này sẽ đẹp hơn. Đây để size 4000 hai tương con tương đồng đi. Đấy, phía trên em cảm giác con này sẽ đẹp hơn này. Còn phía dưới thì con này sẽ đẹp hơn. Đấy, thì hai con này giá nó lệch nhau một chút nha anh em nha. Con này sẽ đắt hơn này. Nhưng mà em có đọc qua thông số thì con này có 5 vòng 5 building thôi. Nhưng không biết sao lại đắt hơn con này. Đây. Sử dụng 5 cộng 1 building. 1 2 3 4 5.
Đấy, đây là 5 vị trí. Còn con này sử dụng đến 8 cộng 1 building. 1 để đây nó ghi 8 cộng 1. Đấy, nhưng không biết sao con này lại đắt hơn 20 ngàn hay là do em nhìn nhầm ta. Đấy, với cá nhân em thì em thích con này hơn. Chưa xét đến vấn đề giá cả. Đấy, thì còn giá cả em sẽ cập nhật ở trên tiêu đề cũng như ở phía dưới thông tin nha anh em nha. Đây, cái lý do vì sao em nói con này nó không được câu được cá to lắm, bởi vì cái cốt em thấy nó cũng chỉ nhỏ thôi, không được to lắm. Nhưng mà về ngoại hình cũng như là chất lượng quay thì rất là mượt. Đấy, thì anh em mà làm một câu sông là một này, câu cá thịt là hai, thì dùng con này rất là ok. Nhưng mà nếu mà để câu bạo lực thì em nghĩ là không ổn cho lắm. Đấy, vì cái cốt nó bé. Anh em có thể thấy cốt này thì với những cái dòng máy mà tầm thấp ở phía dưới thì nó là ok. Nhưng mà với những dòng máy mà tầm trên đấy, thì không ok cho lắm. Bởi vì cái cốt này bé quá. Còn về ngoại hình thì đúng thật sự là em không chê. Không chê được điểm gì, nó đẹp. Đấy, cũng sử dụng cái tay quay lúm rời luôn. Tay quay rời luôn, khóa gen. Đấy, cũng quay thì mượt. Đấy, anh em có thể nhìn thấy khóa hai chiều nha, và tay quay có thể đổi trái phải. Thì cái video này em mục đích là review con này là chính này. Đây, kể cả anh em xem cái phần trên này nha. Con này em nhìn thấy nó cũng hầm hố hơn. Con này nhìn nó đơn giản thôi. Nhưng phần dưới này thì con này nó ăn đứt luôn. Phần dưới con này xấu hơn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rõ luôn. Và ở đây nó cũng được cắt này, phía ba lớp này. Ở đây con này thì nó đơn giản hơn. Đấy, thì anh em nào xem video này muốn mua hàng thì cứ nói với em mã sản phẩm là con Biolia màu tím này, hoặc anh em nào nhớ được thì càng tốt. Ma Gma này và Firestorm. Đấy, hai con, giá em sẽ cập nhật vào dưới tiêu đề. Rồi, chúc anh em một buổi sáng vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.